chiều các bác. Hôm nay ngày 19 tháng 5 năm 2022. Xe đang ở đây bên em tiếp tục bàn giao hai chiếc Unicarry 2,5 tấn, một TCM 2 tấn đi lên thành phố Bắc Giang. Hai xe rất là đẹp. Một xe đó là năm 2016, một xe năm 2010. Rất là mới. Máy móc còn nguyên zin ạ. Rất là đẹp. Đây ạ. Unicarry và TCM 2 tấn. Em bán với giá rất là hợp lý luôn. Xe này thì vừa mới cho hôm qua xong và hôm nay đi luôn. Và rất là nhanh. Thì đúng dịp sinh nhật bác, rất là sung sướng, rất là tự hào. Hai xe rất là đẹp, giá cả cực kỳ hợp lý. Bắt đầu có nhu cầu mua xe lân thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0377 7 5 5 5 để em dưới có màn hình. Xe đẹp, giá rẻ, chất. Các bạn có thể cho hay có thể để bật like, bật chuông để thông báo mới về video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.